Sau đăng quang, Hoa hậu Thanh Thủy tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện. Hoa hậu Thanh Thủy đang tất bật với lịch trình dày đặc của chuỗi giao lưu với truyền thông, nhưng song song đó cô cũng tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện. Ngôi vị cao nhất tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2022 đã thuộc về người đẹp Đà Nẵng, Huỳnh Thị Thanh Thủy. Chỉ mới đăng quang cách đây ít ngày, nàng hậu đã nhanh chóng tham gia nhiều hoạt động, đặc biệt là các dự án thiện nguyện. Mới đây, Thanh Thủy đã có mặt tại xã Cam Phước Tây, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa để thực hiện dự án thiện nguyện mang tên Xuân trao yêu thương Tết tràn ấm áp. Không lộng lẫy váy áo cầu kỳ, nàng hậu sinh năm 2002 giản dị trong trang phục áo sơ mi, quần jean và thân thiện giao lưu cùng bà con. Nàng hậu chia sẻ, Thê Hủy đã rất háo hức và đáp chuyến bay xuống Khánh Hòa từ sớm để có thể tham gia hoạt động ý nghĩa này. Thủy cùng đoàn đến thăm và trao quà cho các bà con có hoàn cảnh khó khăn thuộc các xã trên địa bàn huyện Cam Lâm. Thủy rất vui khi được đồng hành cùng chương trình, mang những phần quà này đến với người dân còn gặp nhiều khó khăn. Hy vọng với những món quà nhỏ này, bà con sẽ đón một cái Tết ấm no và sung túc hơn. Đây là chương trình nhằm phát huy truyền thống tương thân tương ái, nâng cao sức khỏe cho cộng đồng, mang ý nghĩa động viên các gia đình chính sách, cũng như những người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn có thêm niềm tin, động lực, vươn lên trong cuộc sống và cùng vui xuân, đón Tết ấm áp. Tại đây, Hoa hậu Thanh Thủy cùng các mạnh thường quân đã trao hơn 50 suất quà trị giá hơn 300 triệu đồng. 300 triệu đồng gồm các nhu yếu phẩm và các thực phẩm chức năng tăng cường sức khỏe.